Quân ngũ đối với các nam chiến sĩ đã là một thử thách rất lớn. Còn với những cô gái của chúng ta, điều này còn khó khăn hơn rất nhiều lần. Nhưng không vì thế mà họ nản chí. Cự ly hành quân 20 km. Và qua từng ngày huấn luyện, họ đều chứng tỏ bản lĩnh của mình. Bản lĩnh của những bông hồng thép. Thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu các đồng chí kỹ thuật chiến đấu đặc công, bài kỹ thuật tụt dây chiến thuật, trường hợp vận dụng, thường vận dụng để đưa bộ đội đổ treo từ trên máy bay hoặc nhà cao tầng vào hành lang căn phòng để tiến công mục tiêu. Dùng sức bật của hai chân đẩy người ra khỏi tường, lúc này tay trái lới lỏng dây để dây chiến thuật chạy trong lòng bàn tay trái trượt qua khóa số 8. Bắt đầu tập. Khi gần vào vị trí tiếp mặt sàn, tay trái lới lỏng dây để hai chân tiếp mặt sàn. Giới thiệu nội dung hết. Đơn vị rõ chưa? Rõ. Sau đây tiến hành tổ chức luyện tập. Trước hết lấy tinh thần xung phong, đồng chí nào lên tiến hành luyện tập trước? Vâng, mời đồng chí Ngân. Đó. Em không sợ độ cao cho nên em rất là thích nó. Khi mà nhìn nhận được cái bài tập đó là wow, mình có thể làm được, mình có thể làm tốt. Đây rồi, xong rồi. Mình tưởng vào bản thân, chú có chính mình. Hơi, hơi. Nàng rất là run ạ. Ấn tay xuống. Tay giữ chắc người sẽ không chạy. Ấn tay này xuống, giữ nguyên. Đồng chí Ngân sẵn sàng xuống chưa? Rồi. Quyết tâm không? Quyết tâm. Có sợ không? Không. Bắt đầu thực hiện động tác. Thực sự là khi mà lên nó nhìn xuống thì cũng hơi sợ. Không có không đâu, tay để sát không đâu. Chỉ toàn là bức tường thôi. Không sợ thế. Khép khép chưa nào? Tay phải vẫn cứ để dưới không? Ê, nó tụ, nó trơn quá. Em thả để nhẹ dây, chạy trong dây tay phải ấy. Được rồi. Tay giữ dây phía dưới, thả lỏng vừa ra. Đồng chí Ngân. Đồng chí cho tôi biết cảm giác lần tụt đầu tiên của đồng chí như thế nào? Báo cáo chỉ huy, đã ạ. Thì em nghĩ là khi mình làm bất cứ chuyện gì cũng vậy, mình mà cứ căng thẳng quá, mình cứ sợ hãi nó quá thì luôn luôn bể đổ hết, luôn luôn bị không được tốt. Cho nên thôi mình cứ thoải mái mà mình cứ như bình thường, cứ vi vu bay xuống. Thật sự thích lắm luôn ấy. Cứ ra thì không sợ đâu, cứ ra thì có mấy người bảo hiểm cơ mà. Cầm chắc cái tay dưới, tay dưới. Bước chân ra ngoài là cái lúc đó là lúc em sợ nhất. Lúc đó em run tay chân lủng lủng rồi. Kẹp tay. Đấy, cho tay kia xuống tận hông. Để nó di chuyển cái dây thôi. Nào. Run cái dây ở tay không xô lên. Nhân là có hai chân anh lên xem nào. Rồi, đấy. Đúng rồi. Đúng rồi, nào. Cho tay xuống kia không? Lúc nào tay không để không nhá. Hai chân đều. Ôi. Em muốn xuống thì em thả. Đừng vào gối. Đau lắm. Đấy. Đạp đều hai chân. Tốt. Tụt được nữa rồi em bắt đầu thích. Tại vì giống như là mình đã chinh phục được nó. Là hết sợ. Em sợ độ cao. Không biết sợ. Thắt cái dây vô đi em hết sợ. Thắt dây.
không có gì phải sợ, cứ bình tĩnh thôi. Tiếp sau nữa đều. Anh thắt chặt chặt nha, gia đình em còn mỗi mình em rồi đó. Úi dồi, em yên tâm. Bây giờ xuống này, ra này. Để trái để đây. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, đẹp thế nào. Chân mai dài nhờ, đặt một phát xuống ngay. Đi, 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 nhà thôi, đi rồi. Đạp, đạp, đạp. Đạp, đạp. Đạp nhảy. Đúng rồi, đẹp. Đấy, đẹp đấy. Tay trái, đúng không? Đấy, nào, cứ đạp hai chân đều nhau, đấy. Dạp vào đấy. Đó, không vấn đề gì. Đồng chí chuẩn bị ra tường, đồng chí có thấy sợ hãi không? Báo cáo đồng chí, tôi là người sợ độ cao nên tôi cảm giác rất sợ. Nhưng với những kỹ thuật và bài tập các đồng chí đã dạy cho, tôi cảm thấy an toàn hơn nhưng vẫn sợ ạ. Đấy, đúng rồi. Tay trái để xuống tí nữa đi, kéo xuống tí nữa. Thôi em để đây chắc hơn. Đừng có bẻ cái chân ra, đập đầu gối đi vô. Đặt đúng bàn chân đi luôn. Bàn chân Giang ơi. Từ từ thôi. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang nội dung luyện tập khó hơn. Đấy, sẽ luyện tập từ tầng 2 nhảy xuống tầng 1. Chứ không luyện tập ở mặt phẳng nữa. Nội dung lần tập tiếp theo, đồng chí nào xung phong lên tập trước. Mời đồng chí Mai lên tập trước. Thực biết cái cảm giác rồi ấy, phải làm mới dễ. Bài tập thứ hai á, thật sự nó cũng hơi khó hơn một chút xíu. Là tại vì nó có một cái khoảng không rất là dài, rất là rộng. Bọn em vì mới cho nên là nhiều khi không may xảy ra tai nạn thì rất là đáng tiếc. Tập mạnh ra nha, đừng có sợ, đừng tập nhẹ quá vấn đề gì đâu. Rồi, đây. Tay trái giữ chắc dây. Rồi. Đạp thật mạnh, đồng chí Mai đạp thật mạnh ra. Đạp mạnh như anh này, đạp mạnh. Đạp mạnh. Rồi, kéo vào, kéo vào. Đấy. Quá đẹp. Vẫn chưa được. Kỹ thuật vẫn chưa tốt. Xuống quá chậm. Đồng chí Giang lên thực hiện. Đó. Ok. Tay này nha, nhớ tay này nha, tay trái là làm gì? Rồi nào, hai chân nào nào. Đâu, rồi, ok rồi đấy. Đúng luôn nào, đúng luôn nha, đẹp luôn nào. Đặt mạnh ra. Đặt mạnh! Đặt mạnh. Vào! Đẹp mà. Đu từ tầng 2 xuống tầng 1 thôi cái đó. Em nghĩ là đơn giản thôi nhưng mà thật sự không có đơn giản tí nào. Rồi, nào xuống luôn nào. Hai chân nào, mạnh ra, lắm tay ra, rồi, thả lắm tay, kéo vào rồi, kéo vào. Thả lắm tay ra. Dây thì mình phải buông ra một cách nhịp nhàng thì mới vô được. Con này em giữ chặt quá nhưng mà nó không có vô được. Tập mạnh hơn ra. Ok. Xuống, rồi, thả lắm tay ra. Cái tay. Bình tĩnh em ơi, bình tĩnh. Đồng chí tay nào đồng chí? Nó không có cân bằng lắm. Tại vì cái dây, đang lấy cái dây đang lấy trước mặt mình mà cái dây đó thì lại ở dưới đây của mình. Đặt mạnh nha, tay này nắm hờ, tay này dạ. Thả lỏng. Lỏng được okay. Tay nha chưa? Đi vào. Ra nào, đúng. Mạnh. Rồi, đưa vào. Đưa tay vào. Hơi. Báo cáo đồng chí xong. Được, về vị trí. Em cũng không sợ à, em chỉ sợ là mình làm sai động tác thôi. Nhưng mà cũng may là mình nắm chắc được. Mình làm từ từ, cẩn thận. Thế là cũng hoàn thành. Báo cáo các đồng chí. Hôm nay theo kế hoạch, tổ nội dung sẽ giới thiệu với các đồng chí về nội dung luyện tập khí công. Nghe này á hả, vừa là đầu bếp vừa là siêu nhân. Cái này mình làm không được đâu. Ôi lửa nó rớt xuống kìa.
Ôi. Sau khi tham quan nội dung khởi động của bộ đội đặc công, các đồng chí có cảm nghĩ như thế nào về cái màn khởi động đó? Tôi cảm thấy đây là động tác rất khó và rất là nguy hiểm. Nếu bắt tôi thực hiện thì có thể tôi sẽ lao đầu vào lửa luôn. Đây là một màn rất là nguy hiểm. Tôi rất là khâm phục các anh. Các đồng chí cho tôi hỏi, đặc trưng của võ chiến đấu đặc công là gì? Báo cáo chỉ huy, đặc trưng của võ chiến đấu đặc công là sử dụng tay không và đá chân. Và các đồng chí, theo như tôi được biết thì đặc trưng của võ chiến đấu đặc công là đơn giản, hiệu quả, dùng những đòn đánh hiểm, hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn hết. Vâng, các đồng chí. Và tiếp theo, các đồng chí hiểu như thế nào về khí công? Các đồng chí chỉ huy, theo tôi hiểu thì khí công tức là dùng khí để vận công ạ. Hết. Và các đồng chí, tôi cũng nghĩ giống như đồng chí Giang. Wow. Ai, sao không mừng áo đi đồng chí ơi. Ui, nằm lên là đã chết rồi chứ đừng nói tới đập. Trời ơi, đập này thì chết đó, này như xem xiết đấy. Không nhận mấy anh đúng là siêu cao thủ luôn ấy. Thật là mạnh mẽ, thật là gan dạ. Trời ơi, nó cong, nó cay luôn á. Mọi người thử sờ ở đây mà xem. Nó mỏng, nó mềm như thế này. Mà ấn vào đây thì không thể hiểu là kiểu gì. Gãy. Chứng kiến màn biểu diễn khí công đầy nguy hiểm của các nam chiến sĩ đặc công đã khiến cho các cô gái của chúng ta vô cùng kinh ngạc và thêm bội phần mến phục các anh. Nhưng hôm nay, họ đến đây không phải là để tham quan. Nội dung tiếp theo, tôi xin mời một nữ đặc công ra thực hiện nội dung. Mời đồng chí Hằng. Có. Nội dung nằm trên thủy tinh, đập đá trên bụng. Phục vụ, ra vị trí. Tạm được không? Được. Em không nghĩ là chị Hằng làm được luôn á. Tại vì ở sau là thủy tinh của mình, xong rồi bụng của mình, làm sao mình có thể đỡ được nguyên một khúc đá to như vậy. Ủa ơi, đập hai viên đá đó hả? Tiếp theo tôi xin mời đồng chí Hương Giang lên làm thủ màn đinh ạ. Cố lên, cố lên, cố lên. Làm sao mà rồi, đừng có nhích lên nữa Giang ơi. Ấn đinh thật các đồng chí ạ. Đồng chí Hương Giang cho tôi hỏi là cảm nhận như thế nào khi đồng chí tiếp xúc đến cái bàn đinh này? Báo cáo đồng chí, mặc dù là nhìn cái đầu đinh có vẻ như là khá là mòn nhưng mà khi nằm lên thì rất là nhọn và rất là đau. Còn đồng chí nào muốn thử không ạ? Dạ, báo cáo chỉ huy tôi cũng muốn thử. Vâng, mời đồng chí. Đồng chí Khả Ngân có thể, bây giờ đồng chí làm bàn đinh và tôi sẽ đặt đá và đập thử đồng chí có. Dạ, báo cáo đồng chí tôi sẽ không làm. Vâng, mời đồng chí về đồng chí. Dạ. Ngầu đấy. Vâng, theo tôi được biết là đồng chí Khả Ngân đó, đồng chí đã từng học võ ở ngoài đó. Dạ, báo cáo đồng chí có. Đồng chí có muốn thử một cái tiết mục này không ạ? Dạ, báo cáo chỉ huy cho tôi hỏi thử tiết mục đập gậy hay là đá ạ? Đập gạch như đồng chí Vân Anh vừa thực hiện. Không. Báo cáo đồng chí, có. Em thấy là mình rất hay tò mò, rất muốn thử mọi thứ. Mặc dù nguy hiểm hay không nguy hiểm em vẫn muốn thử để cảm giác như thế nào. Cho nên em rất thích những cái thứ mà em chưa bao giờ làm được và cũng chưa bao giờ làm. Đồng chí Vân Anh ơi, cái này đúng không? Thôi chưa.
là nó không thở. Của đồng chí là chỉ đặt 3 viên gạch và ngói ít hơn. Ít hơn đồng chí Vân Anh. Báo cáo chị Huy. Tôi cảm thấy không đau lắm ạ. Tại vì chị Huy đã chỉ tôi là phải gồng lên. Nếu mà tôi thả lỏng thì chắc chắn sẽ đau. Hey! Mời đồng chí Hương Giang. Đồng chí có đau đầu không đồng chí? Đồng chí ơi, có thể để đặt lên một cái ghế hay là vị trí khác được không? Hai, ba. Hai, ba. Sao đây? Trái hai viên đi. Mời đồng chí, hai viên. Không phải. Hai, ba. Đau quá chị Huy ơi. Đau. Em bị tét luôn rồi. Em bị tét theo đường dài luôn rồi. Đau anh. Các bộ phận thôi tập về vị trí của chúng. Cảm ơn mọi người. Mạnh cổ lên. Tránh cái chỗ lúc nãy ra. Nắm tay vào ngực, gồng lên. Và các đồng chí chị Huy, thật sự cái này nếu mà mình không nắm chắc kỹ thuật thì chắc chắn sẽ bị thương rất là nhiều. Khi mà đã được học rồi thì thấy nó dễ hơn là tôi tưởng. Lúc đầu thì tôi chỉ lo cho đồng chí ngồi ở phía dưới. Tôi nghĩ là nếu mà cho tôi thêm thời gian thì tôi có thể đào được nhiều ngõ hơn nữa. Hết. Thả lỏng tay ra. Rồi giữ thả lỏng ra tay nữa. Sau buổi huấn luyện khí công, điều không may đã xảy ra với Khả Ngân. Cô đã bị chấn thương. Nhưng điều mà Khả Ngân buồn nhất không phải là nỗi đau do chấn thương gây ra, mà vì cô đã bỏ lỡ nội dung huấn luyện tiếp theo. Đó là thực hiện nhiệm vụ A2 chống khủng bố.
tòa nhà đã được phong tỏa, con tin được giải thoát. Tuy nhiên, một nhóm khủng bố đã bỏ trốn trên một chiếc ô tô. Mũi đặt công 2 có nhiệm vụ vây bắt khủng bố và giải cứu con tin an toàn. Đời chiến sĩ thì thực sự là một trận đánh rất là hoành tráng. Đây là lần đầu tiên mà mình nằm trong lực lượng gọi là lực lượng chống khủng bố của lữ đoàn 3. Thì lực lượng này là những người họ rất là tinh nhuệ rồi. Cũng khá là sợ, tại vì cái tốc độ của họ nó nhanh quá. Biết là họ xung quanh mình nhưng mà họ di chuyển cực kỳ nhanh và còn đang rất là nhiều khói nữa. Mặc dù bây giờ trên người em rất là nhiều vết thương, mặt, tay, chân, đùi, gối, cái nào cũng có hết, nhưng mà em thấy em hãnh diện lắm. Tại vì mình chấn thương vì mình hoàn thành nhiệm vụ, mình vì mình là chiến sĩ, vì mình đang làm đặc công. Thì không biết có bị thẹo hay không, có thể xấu một phần, nhưng mà có thể đây sẽ là những kỷ niệm của em. Em sẽ nhớ mãi đó. Kính thưa toàn thể các đồng chí, ngày hôm nay là cái buổi kết thúc quá trình 7 ngày các đồng chí chiến sĩ mới tiến hành trải nghiệm chống tổng quân cũ. Mặc dù thời gian nó không dài nhưng cũng không phải ngắn. Các đồng chí đã phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ với cường độ rất cao và yêu cầu đòi hỏi với cái trình độ, khả năng, sức khỏe là bỏ ra rất lớn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì các đồng chí đã có tinh thần trách nhiệm cao. Hôm nay khi mà tôi chiến đấu thì tôi phát hiện ra là tôi không có sợ những cái tiếng nổ, những tiếng súng nữa. Mặc dù là nó ở rất là gần xung quanh tôi, ở trong một căn nhà rất là nhỏ, thì tôi cảm thấy bản thân đã tự nhiên trưởng thành. Và điều đặc biệt hơn cả thì tôi cho rằng là đằng sau những cuộc chiến đấu thì ở tại trong căn phòng của mình, tôi cảm thấy là rất là quý trọng. Với ngay cả những cái người mà đã hoạt động trong nghệ thuật, thì đến ngày hôm nay chúng tôi mới có cơ hội được gặp nhau. Không phải là cùng nhau quay chương trình, không phải là cùng nhau hát, không phải cùng nhau quay phim, mà là cùng nhau chiến đấu. Thì cái lần đầu tiên này với em Mai, em Nhung và em Ngân, tôi rất là trân trọng. Và đặc biệt hơn cả là với 4 đồng chí nữ. Tôi cũng đã từng nhập ngũ mới như các đồng chí. Chúng tôi cũng đã từng huấn luyện và ngày đầu tiên vào cũng có rất nhiều bỡ ngỡ. Nếu như có vấn đề gì, các đồng chí có thể tâm sự với tôi hoặc là các đồng chí còn lại. Các đồng chí đồng ý không ạ? Dưới ánh mắt của biết bao nhiêu chiến sĩ đẹp trai, em phải đóng như nào đây? Trời ơi! Và từng cái mái tóc của tôi, từng bộ quần áo của tôi, có những lúc em Mai Hằng, Vân Anh, Phong Hòa, Vân Linh cũng giặt hổ hộ, cũng giúp đỡ. Và dù bọn tôi gây ra lỗi lầm gì thì cả 4 đồng chí đó chưa bao giờ nói bọn tôi bất kỳ một điều gì, mà cả đội 8 người chúng tôi đều đứng lên và chịu cùng với nhau. Tôi rất là cảm ơn 4 đồng chí trong phòng của mình. Ngoài ra tôi xin được đặc biệt cảm ơn đến tất cả các đồng chí nam đã ở bên cạnh hỗ trợ chúng tôi. Và tôi biết rằng là khi mà chúng ta tham gia trong một lực lượng thì ai cũng phải mạnh mẽ, chắc chắn rằng là không được để liên lụy đến người khác. Nhưng mà tất cả các đồng chí chưa bao giờ tỏ ra phiền lòng bởi vì những cái thiếu hiểu biết hay là những cái thiếu sót trong quá trình công tác của chúng tôi ở đây. Và một lần nữa, thay mặt cho Mai, cho Nhung, cho Ngân, tôi là người lớn nhất, tôi xin được phép được xin lỗi bởi vì có một phần nào đó chúng tôi đã làm phiền đến quá trình công tác của mọi người. Và thứ hai là một lời cảm ơn tất cả các đồng chí ở đây ngày hôm nay đã cùng nhau bên cạnh và giúp cho chúng tôi hiểu thế nào là
quân đội, thế nào là chiến đấu, và đặc biệt thế nào là tình cảm đồng đội. Xin cảm ơn rất nhiều. Sau đây xin được phép mời đồng chí Ngân và các đồng chí chỉ huy. Và xin chào tất cả các đồng chí ở đây. Thật sự tôi rất sợ tới cái ngày này, vì tôi sợ cảm giác chia tay. Thật sự cảm ơn các đồng chí và chỉ huy trong những ngày qua. Mặc dù rất là khổ cực, rất là mệt mỏi, thời tiết thì nắng gắt, nhưng mà tôi đã học hỏi được nhiều hơn. Tôi cảm thấy tôi kiên cường hơn, mạnh dạn hơn. Và tôi đang nghĩ không có gì mà tôi không thể làm được nếu mình không cố gắng và mạnh dạn. Và tôi rất quý tình đồng đội. Tôi không ngờ mọi người có thể quan tâm yêu thương đến nhau đến vậy. Giờ tôi cũng không biết nói gì hơn vì tôi cảm thấy rất là buồn. Tôi biết khi là vô đây rất là cực, nhiều khi tôi muốn chạy thoát, nhưng mà khi nghĩ tới cái ngày này thì tôi không nỡ. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các đồng chí và chỉ huy đã dạy cho tôi rất nhiều điều. Và tôi hy vọng sau này, nhờ những ngày này mà tôi có thể làm tốt được công việc của tôi hơn. Tôi biết quan tâm yêu thương tất cả mọi người xung quanh tôi, và tôi có thể mạnh dạn hơn làm tất cả những việc mà từ đó tới giờ tôi chưa từng làm. Xin cảm ơn mọi người. Báo cáo toàn thể các đồng chí chiến sĩ mới. Đối với môi trường quân đội chúng tôi thì cái vật chất cho nhau thì không có, nhưng chủ yếu là về cái tính đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống, kể cả trong công việc. Đấy là cái điều đầu tiên chúng tôi có thể cho nhau. Chúng tôi mong rằng các đồng chí sau khi trở về cái công việc của bản thân mình, các đồng chí có một sức khỏe tốt, kiên quyết hơn, dứt khoát, bản lĩnh, và các đồng chí có thể đương đầu với mọi thử thách trong công việc và trong cuộc sống của các đồng chí. Các đồng chí trưởng thành thì bên cạnh đó thì chúng tôi, những người đồng đội đã cùng chiến đấu với các đồng chí trong thời gian không ngắn. Đấy là niềm vui và niềm hạnh phúc của chúng tôi. Và cũng chúng tôi cũng những người còn tiếp tục đang thực hiện nhiệm vụ trong quân đội, thì chúng tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và quyết tâm bảo vệ vững chắc vùng trời và vùng biển của Tổ quốc Việt Nam. Và qua đây cũng mong muốn được gửi lời hỏi thăm đến gia đình các đồng chí, bạn bè và người thân một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Xin hết.